Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em, những người đam mê xe đạp, yêu thích xe đạp Cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể thao ưng ý, phù hợp với bản thân Quan trọng nhất là chiếc xe đó còn phải chất lượng, phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe, tên xe cũng như là thương hiệu là Twitter, mã là Elevip Các bác nhé, em sẽ nói qua về hãng Twitter này, Twitter thì 100% là phật khởi nguồn của cái hãng này là thương hiệu 100% là của Đức Nhưng sản xuất chắc chắn không phải ở Đức đâu các bác nhé Mà chỉ có sản xuất ở Đài Loan và Trung Quốc mà thôi Các xe bây giờ bán ở toàn các nước, các châu Đa phần sản xuất ở Trung Quốc hết các bác ạ Nhưng cái điều yếu tố chúng ta cần muốn biết nhất Cũng như người thợ hay là người dân muốn biết nhất là cái xe đó cái tiêu chuẩn và chất lượng của chiếc xe đó nó phù hợp xuất đi được những đất nước Lào và những châu Lào và trên xe đó là có những đồ phụ tùng gì cấu hình của nó ra sao có đủ để chất lượng mình bỏ tiền ra mình mua hay không đó mới là yếu tố quan trọng các bác nhé riêng ở Việt Nam mình có bán rất nhiều mã của Twitter nhưng riêng bản Elevit này các bác nhé Elevit mà Group M6000 của Nhật này không có bán mà hiện tại các trang web ở nước ngoài có bán chiếc xe này tính quy đổi ra tiền Việt mình là 14 triệu 800 nghìn. Đó là em chưa tính nếu chúng ta order từ bên nước ngoài về phải cộng thêm cả phí và thuế vận chuyển về. Cộng thêm thì khá là đắt các bác nhé. Tại sao chiếc xe nó đắt nó như vậy và ở Việt Nam mình không có bán thì em sẽ nói qua chi tiết cấu hình đồ phụ tùng toàn bộ của cái chiếc xe này trên cái video cho các bác hiểu thêm nhé. Xe được trang bị nguyên bản theo xe cặp phanh đĩa dầu thủy lực cao cấp của Nhật đời mới các bác nhé. Đời mới là cái ống phanh dầu nó tròn như ngón tay mình này. Shimano MT200 bóp rất êm và nhẹ các bác nhé. Tay bấm đề cũng là cao cấp của Nhật nhé. Cũng là bản đời mới. rê M6000 Lip 10. Đĩa 3 là 30 tốc. Tay lái và post tăng. Gọi là cọc tay lái đấy. Nguyên bản chính hãng theo xe của Twitter đây các bác này. Twitter cũng dập chìm hẳn vào tay lái Kể cả đầu post tăng đây là chữ Twitter bằng nhôm các bác nhé Lổi, lổi hẳn ra luôn đầu này Đấy, bằng nhôm siêu nhẹ Tiếp đến là xe được trang bị nguyên bản theo xe là chiếc tụt dầu cao cấp Tụt dầu cao cấp các bác nhé Nguyên bản theo xe Tại sao em nói là chiếc tụt dầu cao cấp Đó là chiếc nó trang bị cái ti màu đen bóng này này Đó, rất là êm Những chiếc tụt dầu mà trang bị những chiếc ti màu đen này Êm cực kỳ luôn và bền Và tiếp đến nữa trên vai thụt là có khóa remote bấm thông minh hành trình ở trên tay lái các bác nhé các bác đi vào những cung đường đẹp các bác muốn đạp nhanh muốn đạp thì phải uh, quán tính là phải đạp ra phía trước mà tránh trường hợp cái thụt này nó nhún là mất lực mất tốc độ thì các bác khóa chiếc thụt lại như này ấn vào cái nút này khóa lại còn các bác đi vào những cung đường xấu nhiều ổ gà nhiều sỏi đá tránh trường hợp nó sóc nó ê tay ê người ê mông các bác ấn vào cái nút bên này nó có chữ có ổ khóa màu đỏ bên này các bác ấn này đó là kêu tạch phát là mở ra là chiếc thụt nhún rất là êm ái đó tiếp đến là xe được trang bị cũng nguyên bản theo xe là máy ơ cao cấp bằng nhôm nguyên bản theo xe các bác nhé Retroped. disc này đó đó là nguyên bản theo xe và vành cũng vậy nhá. cũng nguyên bản theo xe của Retroped luôn cao cấp là lăn hoa có khuy khóa chân chống xé vành các bác nhá đó vành và máy ơ chính hãng luôn tiếp đến là 100% khung là khung nhôm cao cấp siêu nhẹ các bác nhé đó các bác nhìn đây khung nhôm không mối hàn không có mối hàn luôn liền luôn luôn liền như khung carbon luôn các bác ạ màu cực kỳ đẹp màu kiểu à, dạng kiểu màu à, bã trầu đỏ à, phản quang mà khá là đẹp dây thì 100% là dây đi âm sườn làm ở trong khung hết đây các bác ạ âm sườn đó các bác nhìn này xe còn mới đến đến những cái bảo vệ ở cái uh, dây uh, tanh này này, đó đây là cái bảo vệ các bác nhé. để khi các bác cua, cua đi cua lại đây là miếng cao su nó bảo vệ tránh trường hợp cái dây là cọ vào đây nó xuyết đó còn nguyên đây, đó. kể cả cái tem chữ ở trên xe cũng in luôn trên xe là đều phản quang hết, cực kỳ đẹp. dây âm đây các bác này, đó. tiếp đến là đùi đĩa cũng nguyên bản theo xe của hãng luôn, đó là red topet bằng nhôm cao cấp, bằng nhôm cao cấp luôn. bàn đạp cũng là bằng nhôm. bạc đạn đây các bác này, bạc đạn cốt rỗng nhé, bạc đạn em chỉ đây cho các bác biết này gạt đĩa cũng là Shimano DOR của Nhật M6000 đó size 17 size 17 các bác nhé size 17 bánh 27.5 inch Đấy. chân trống cũng nguyên theo xe ạ. đây các bác nhìn cái thiết kế của khung của riêng cái dòng mã này các bác biết này. nó chất lượng như nào thật sự luôn cực kỳ an toàn và chắc chắn đây củ phanh dầu MT200 của Nhật đẹp đó. Vành sau đây các bác nhé. Vành sau cũng red Pet Lăn hoa khuy của khóa chân chống xé vành đây. Đó. Cả máy luôn. Máy cũng vậy các bác này. Đó. Bạc đạn nhá Bánh trước, bánh sau, cả trục ổ đĩa đều là bạc đạn hết các bác ạ. Nên rất trớn. Tiếp đến nữa là xe được trang bị cũng nguyên bản theo xe là củ đề cao cấp của Nhật đời mới nhé. Mã là M6000 là có khóa lip đây các bác này. Khóa này. Đó cái khóa này nhiều bác không hiểu thì em sẽ giải thích luôn khóa này có nghĩa là chúng ta dần dùng ở một tầng clip mà hai chẳng hạn đó ta gạt cái lẫy này lên để nó giữ giữ lại ở cái tầng clip này khi chúng ta đi clip eh, nó đỡ bị trượt đó là cái khóa đó là cụ đề rất là cao cấp đó là m sáu các bác ạ lip đây ạ các bác nhìn clip này từ tầng 1 đến tầng 10 đấy các bác nhìn mới hay không các bác nhìn là biết đây ạ chứ không phải là do em nói ở trên video đâu em nói là phải đi đôi với trực tiếp em quay rõ cho các bác nhìn đó, nó mới là thực tế các bác nhìn đây ạ. Đây. Các bác nhìn luôn, Lip nó mới như thế luôn. Đùi đĩa bên này cũng vậy nhá. Red Chopet cũng nguyên bản theo xe bằng nhôm. Cốt rỗng bạc đạn đây. Đấy, đây, gạt đĩa đều đây đây các bác này, dập chim vào trong này ạ. Đấy. bàn đạp bằng nhôm này. Cối lỗ đây, em quay cho các bác biết nhá. Đây đây là cối lỗ nguyên bản theo xe và chỉ có cái mã này cái model lại của cái xe này thì mới có các bác nhé Chứ không phải là độ hay là giáp thêm gì vào đâu Nguyên bản em quay cho bác nhìn đang nghe đây Thật sự là cái mã này của xe này chất lượng thật Tại sao nó bán ở thị trường châu Âu là chủ yếu Mà không có bán ở thị trường Việt Nam mình như các bác biết này Em ngồi luôn cho các bác ngồi đây một lúc cho các bác nhìn, nhìn cái chất lượng của bánh nó quay chưa Các bác nhìn cái cối của nó bạc đạn cối lổ Thật sự rất là chất lượng luôn em chỉ nói đúng dành đúng từ là chất lượng em xin phép bóp phanh đây nhá tại vì còn lâu nó mới dừng ạ bởi vì video nó có hạn đấy đây xe là size 17 các bác nhá bánh là 27.5 inch đó xe là size 17 bánh 27.5 phù hợp cho người cao từ 1m60 đến 1m75 đi thì tuyệt đẹp luôn từ 1m60 đến 1m75 đi thì tuyệt đẹp các bác nhé Đây còn nhìn các bác nhìn màu đây Trời cái màu này thật sự hơi hiếm luôn Thật sự là đẹp luôn Tem phản quang in In trên full các bác nhé In ở trên khung đấy Không phải là dán đâu Kể cả màu của nó luôn Thật sự các bác nhìn màu này Nó chất lượng như thế này cơ mà Cực kỳ là đẹp Riêng chiếc xe này Đó Này em thanh lý Chiếc xe này Em sẽ báo giá công khai trên video luôn Em bán chiếc xe này với giá tiền là 8 triệu 500 nghìn Đó, 8 triệu 500 nghìn các bác nhá Mới thì các bác biết rồi Tính cả phí và thuế order về Việt Nam mình Nó 14, 15 triệu thậm chí còn hơn cơ Nếu chúng ta tính cả phí và thuế vận chuyển Nhưng này, chiếc xe này Theo như em là mắt thợ đánh giá Đây các bác nhìn biết này Em quay toàn bộ cả xe tổng thành đây Mới phải trên 90%, 95% luôn Đó, em uh, thanh lý lại cho các bác để các bác về các bác đạt tập thể dục Giá đồng nghĩa là em cũng ghi rõ luôn ở trên nội dung của cái video của em các bác nhé Vâng, em xin phép kết thúc video ở đây Em cảm ơn các anh các chị đã xem video ủng hộ em Ai quý mến, yêu quý em, đăng ký kênh ủng hộ Tạo động lực cho em để em nhập những nhiều những dòng xe thật là đẹp, thật là cao cấp Về để cho các anh các chị, nếu người nào có rồi thì chúng ta mua thêm không mua thì chúng ta sẽ ngắm và chiêm ngưỡng thêm. Còn những anh chị em nào mà chưa có thì cũng mua được cho mình một chiếc xe thật là ưng ý với bản thân nhé. Em xin phép kết thúc video ở đây. Em chào mọi người ạ.